Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em và lên các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm nhất, đó là những chiếc quạt Nhật nội địa cùng với những dòng sản phẩm như nồi áp suất, rồi là lò chiên, nồi chiên không dầu, hàng của Pháp, của Đức các bác nhé, của Nhật. Các bác nào có nhu cầu về dòng sản phẩm gì thì cứ alo cho em. Trên clip hôm trước thì em lên toàn những dòng phẩm là chân dài, nhưng mà hôm nay thì em sẽ lên toàn những dòng phẩm chân ngắn thôi. Hàng chơi, hàng trưng bày, hàng sưu tầm để các bác lựa chọn cho mình, cũng như những chiếc nồi áp suất hàng của Pháp. Thì hôm nay em có những dòng phẩm là dòng 4 lít rưỡi, thì là dùng cho những gia đình có khoảng 4 đến 5 người ăn, và nhất là các bác lớn tuổi nữa muốn sưu tầm những hàng đẹp để làm kỷ niệm cho mình. Và với cái giá trị cũng như là cái nó thực tế với cái dòng phẩm thì cũng như những chiếc quạt cũng vậy. Hôm nay thì em lên chủ yếu là hàng đẹp các bác nhá. Hàng đẹp, và không, hôm nay thì cũng không có giá bình dân mà toàn tầm trung thôi. Để các bác biết được và lựa chọn cho mình thì em sẽ lên cho các bác, để các bác cũng như là xem và tham khảo, cảm thấy ok thì liên hệ với em. Trước tiên thì em lướt qua một chút về những chiếc nồi áp suất, để có một số bác thì đang hỏi thì em cũng test trên clip này luôn, để các bác cũng là tiện theo dõi và cũng là để thấy được những sản phẩm mà mình cảm thấy hợp lý với mình, cũng như là để về mình sử dụng. Đấy, thì em hôm nay sẽ lên luôn. Chiếc đầu tiên mà em muốn nhắc đến đó là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng của hàng Pháp các bác nhé, tức là nồi Tefal, và nó là mang thương hiệu là của Pháp, nên là những cái dòng này nó rất là chất lượng. Và cũng để cho các bác biết được những cái chiếc này nó đẳng cấp như thế nào thì em cũng sẽ lướt qua còi man, đồng hồ. Đấy, hệ này là nó có đồng hồ thời gian và đồng hồ còi áp suất, rất là ok luôn nhá. Con này là rất là VIP, khi các bác lên áp suất thì các bác nó sẽ hiện lên, các bác bấm nút là nó tự thời gian cho các bác định thời gian luôn. Rất là đẳng cấp, và khi nó đủ thời gian nó còi kêu. Đấy, nó có rú. Con này thì nó rất là ok, vì là những dòng phẩm mà cao cấp này cũng không phải là các bác ai cũng có thể là cũng sử dụng, nó rất dễ và tiện, nhưng với cái chi phí thì nó cũng nhỉnh hơn so với những chiếc thông thường một chút, nhưng mà nó cũng thực ra nó cũng đẳng cấp thực sự, vì là khi kể cả cái hình thức trong một cái khuôn viên không gian nội thất bếp của nhà bác cần đẹp thì cần đẳng cấp thì các bác lại có đẳng cấp, nhưng mà không nhất thiết, có nghĩa là tùy theo thôi. Đấy là với những bác mà muốn chơi sưu tầm, chơi những con nồi VIP thì các alo xem nhé. Chiếc này thì dung tích của nó chỉ có 4 lít thôi nhé, 4 lít thôi, nhưng mà nó đẳng cấp thực sự luôn. Các bác nhìn cái đây là cái phần thương hiệu của nó này, và đây là cái đồng hồ. Đồng hồ này khi các bác nấu đủ lên nhiệt thì bắt đầu nó mới hiện nha các bác nhá. Dòng này thì nó không, bất cả con nào nó không có hiện trên màn hình ngay, mà khi các bác sử dụng áp suất nó đẩy lên thì lúc đấy nó mới có hiện. Đấy, và như là chức năng khóa mở này, đây là tất cả này, khóa mở này, đây là mở này, con này rất là VIP luôn nhá. Đây là mở này, đây này. Đấy, và đây là khóa này. Đấy các bác nhá, khóa lại này. Đấy, và đóng, khi đóng áp suất này các bác lấu này, mở này, xả này. Đấy, xả này và mở này, được chứ, các bác đi vào đây là sẽ xả này, các bác nhìn nhá, là khi các bác muốn xả thì các bác gạt về đây, còn khi các bác muốn mở ra thì các bác gạt về đây thì là tự nó sẽ đẩy ra. Con này rất là VIP luôn, đó là con đồng hồ. Con là 4 lít thì có thể dùng cho gia đình tầm 4 đến 5 người ăn là ok, và cũng là rất là nhỏ gọn nha, chứ không nhất thiết là cứ phải những chiếc to to thì có phải là 7 đến 8 người hoặc gia đình đông người ăn.
tất cả của nó là đẹp đẹp nha các bác nha, cực đẹp luôn. Đấy, con này rong riếc bao luôn các bác, là ngon lành cành đào luôn và xịn sò luôn các bác nha. Những cái dòng VIP này, đồng hồ này, đồng hồ VIP này. Và độc hơn nữa là dòng này nó là 4 lít. 4 lít thì nó rất là hiếm, tầm như đồng hồ thì thông thường nó là có dòng 6 lít, chứ 4 lít thì là rất là ít. Đấy. Thì là rất nhiều bác em đã bán những chiếc 6 lít rồi, nhưng mà rất nhiều bác thì cũng hỏi em là có 4 lít không? Vì là 4 lít và 6 lít là tiền nó cũng tương tự nhau, nếu là đồng hồ là tương tự nhau nhá. Đây có 4 lít này, đẹp. Quá đẹp luôn. Lòng của nó thì là ok rồi, cái đời cái dòng này nó son nó dày. Lốc dày lắm. Có nghĩa là nó là hệ dày bịch luôn. Chắc chắn là đời tầm một vài chục năm thì chắc cũng không bao giờ vấn đề gì, chắc chắn là phải đến sử dụng đến đời con đời cháu mình rồi. Những cái đời này, những cái dòng VIP này nó như thế. Đẹp mỹ mãn luôn. Các bác nhìn này, 4 lít này. Mới cứng luôn. Dòng quá đỉnh luôn. Với con 4 lít là đồng hồ này. Đấy, các bác tìm trên thị trường chắc chắn là các bác không tìm được cái dòng này. Và con này nó còn áp suất nó cực lớn luôn đấy. Con này là 85 kPa cơ. Đấy, còn thông thường nó tầm 70 75 thôi. Đấy. Rất là chất nhá. Đấy. Chiếc này thì có mã số luôn cũng như là báo giá luôn. Các bác thực sự quan tâm thì alo cho em nhá. Những dòng này thì để sưu tầm chơi cũng sướng rồi. Các bác thích thì các bác alo, còn không thích các bác xem. Mã của nó là 107, có giá là 2 triệu 500 nghìn đồng nha. Đấy. Nó sẽ lệch với những chiếc cũng 4 lít, 4 lít rưỡi, nhưng nó sẽ lệch nhau tiền rất là nhiều. Đấy, các bác, tất nhiên là các bác ở cái tầm phân khúc để các bác chơi. Đây là tiếp theo là một chiếc Tefal, chiếc này cũng là 4 lít các bác nhá. Dùng tí 4 lít cũng dùng cho tầm 4 đến người ăn, 4 đến 5 người ăn là cũng ok. Còn tất nhiên là 6 đến 7 người ăn thì chắc chắn là phải dùng cái con 6 lít rồi. Đấy. Thế nên là nó cũng là phân khúc của hàng của Pháp, nhưng mặc dù là họ vẫn tính toán cho mọi người chứ không phải là tự dưng mà họ lại tính vậy. Đây, con này quá đỉnh luôn. Với cái dòng này thì nó sẽ đẳng cấp hơn một chút. Hàng này là nhựa. Nhựa nhưng mà nó không phải là nhựa sừng nhé. Còn hàng này nè, từ cái lúm này cho đến đồng van áp suất này, nút bấm này, mặt sàn này, mặt ấy này, nó là nhựa sừng các bác nhá, nó là nhựa sừng. Nên là cái nhựa sừng thì rất là ok luôn, tức là nó gần như là sử dụng thì cũng là rất là bền bỉ. Đấy, bền bỉ hơn những cái dòng nhựa 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 thô, không không phải là nhựa sừng. Nên là tất nhiên là giá trị nó sẽ cũng lệch nhau một chút xíu thôi, vì là cũng tất nhiên nó cũng chả bao giờ hỏng được, nhưng mà đấy là mình nói thế để cho tả thế nó dễ. Đấy, con này quá đẹp luôn nhá, quay kiếc đẹp tất cả ok này. Đấy, con 4 lít này thì nếu các bác mà có nhu cầu mà bùi biếu bố mẹ mình ở quê, ở những nói chung là đấy là cũng là tuyệt vời thôi, mà cái giá tiền nó cũng rất là bình thường, nhưng nó cũng không cao quá, nhưng mà khẳng định luôn là nếu sử dụng thì chắc là cũng phải để lại cho đời con đời cháu chứ, chứ còn những cái đồ dày bịch như này, lốc dày như này thì chả làm nào để cho nó hỏng được, thế là quăng quật vứt đi cũng chả hỏng được. Con này đẳng cấp luôn, đẳng cấp luôn, từ gioăng giấc tất cả mọi thứ, lòng mềm ok hết các bác nhá. Dòng 4 lít nó cũng đẳng cấp chứ không phải là không đâu các bác ạ, rất đẳng cấp luôn. Đấy. Các bác nhìn độ mới này, các bác nhìn mới soi gương luôn đấy, soi gương luôn. Mùa hè rất là nóng lực nên là soi gương luôn, cả em đang làm clip luôn, các bác nhìn đít này. Đấy. Mới đét đe, đe luôn, nói thực sự luôn này, các bác mà muốn sưu tầm những chiếc mà mới đét đe, đe như này các bác dùng chả biết nó bao giờ nó hỏng được. Đấy. Mọi chi tiết đẹp luôn, con này là quá đẳng cấp luôn, mà son nó rất là lặng và dày nhá. Con này nút nhấn các bạn, các bác mở thì các bác bấm đây, mở bấm đây là cầm nhấc ra này. Đấy. Khi lắp vào này đó nha, lắp vào thì các bác đây là cái nút màu trắng này. Đấy. Bác ấn vào là tự khóa luôn. Con này thì dùng cũng rất là tiện lợi này. Đấy. Còn là khi xả này,
Đấy, khi đóng khi xả là các bác là nó có cái hình ở trên này này. Đấy, các bác nhá. Khóa này xoay về chiều này. Mở van nó xuất là mở chiều này. Khi các bác muốn lấy mở ra lồi ra thì các bác chú ý là phải xả để cho nó hết hơi đi nhá. Không đừng mở ra ngay, đấy là nó sẽ bị bỏng đấy. Mấy hai nữa là những dòng này là các bác có thể dùng được tất cả những chiếc này là các bác có thể dùng được tất cả các loại bếp các bác nhá. Bếp từ bếp ga, bếp gì cũng được, đun nấu là cứ có lửa là ok hết. Hoặc là bếp tiêu ngoại rồi bếp điện, nói chung là dùng cũng đều ok hết. Nhưng mà dùng thì tất nhiên là nó sẽ mỗi một bếp thì nó sẽ có độ ảnh hưởng khác nhau. Tức là nếu mà dùng các bác dùng bếp điện thì hoặc bếp từ thì chắc chắn là bếp không vấn đề gì, mà lồi là chắc là đẹp mãi luôn. Còn tất nhiên là dùng bếp ga hoặc là bếp củi thì chắc chắn là lồi thì nó sẽ không được, bên ngoài nó không được đẹp và sáng như này nữa. Đấy là đương nhiên. Còn chắc hỏng thì chắc chắn nó không bao giờ hỏng được. Con này là con quay gập này, con quay gập đỏ, con Tefal này, màu đỏ luôn. Đỏ cũng thích, tức là cũng rất nhiều bác cũng thích phong thủy, cũng thích màu đỏ. Màu đỏ cũng đa dạng luôn nhá. Con này 4 lít rưỡi các bạn. 4 lít rưỡi nhá. Con quay gập này, các bác mở ra thì các bác mở gần lật cái quay lên. Đấy, đây là nó là quay gập nhấc ra. Giòn xanh nét, nòng đẹp mỹ mãn luôn. Đấy. Tất cả của nó là ok hết nhá. Đây là khi các bác sử dụng này. Dày bịch, sáng bóng, đen đen luôn. Con này ok lắm. Đây, các bác nhìn đi thì con này là 4 lít rưỡi các bạn, 4 lít rưỡi để tất cả của nó đều hai đáy cả nhá, tất cả đều hai đáy cả, 4 lít rưỡi đẹp. Khi đóng lại này các bác này, đóng lại thì các bác cầm mà tay ra, hơi sẵn ra đây một tí này, đấy, khóa đấy. Rất là ok luôn. Chiếc này là mã của nó 108 mà có giá là 1 triệu 6 này. Bác nào quan tâm alo cho em. Có giá có 1 triệu 6 thôi. Bác nào quan tâm alo. Tiếp theo, đây là chiếc này cũng là màu tím này. Quay màu tím này. Cũng y chang chiếc màu đỏ, nhưng nó chỉ khác nhau cái màu sắc thôi. Độ đẹp thì như nhau, nói chung là đều như nhau hết. Còn tất nhiên là các bác có thể dùng không biết bao giờ. Mở ra này, các bác mở ra thì các bác cầm quay lật lên nhấc ra đẹp luôn nhá các bác nhá, đẹp sáng bóng luôn, lòng mề cũng vậy, ok hết nhá. Khi không thì các bác dùng này cầm vào tay vào đây đóng xong tất cả đít đòi này. Ui giời, quay đẹp mỹ mãn luôn, con này sáng loáng luôn. Tefal này, thương hiệu của nó đấy, phăng xe đấy. Đấy, phăng xe luôn, con này là phăng xe luôn, pháp xịn luôn đấy, xịn xò luôn. Con này 4 lít rưỡi, 4 lít rưỡi thì có thể dùng đến 5-6 người ăn là thoải mái luôn các bác nhá, mà rất là ok các bác, linh hầm các kiểu luôn, rất là tiện lợi. Con này thì mã số luôn các bác nhá, mã 105 mà cũng có giá là 1 triệu 6, các bác có nhu cầu dùng sản phẩm này thì alo cho em. Các bác chuyển khoản hết em bao ship nhá. Các bác cọc những cái chiếc lồi này có giá là từ 500 đấy, từ 500k cho nên các bác sẽ chịu tiền ship, vì là các bác cọc các bác chịu tiền ship. Em nói trước như vậy. Giá này em bán gần như là liên miết tại cửa hàng, chỉ có trừ là các bác chuyển khoản hết thì em mới bao ship thôi nhá. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào những chi tiết những chiếc quạt để các bác giới yêu quạt thì sẽ tham gia. Đây là vấn đề đầu tiên là một chiếc quạt Sanyo Vua. Đây là một chiếc Sanyo Vua có sải cánh là 30 cánh xoắn các bác nhá. Con này là lồng mạ VIP nhá. Lồng mạ VIP sáng loáng, logo mới đét đe này các bác nhìn. Các bác thấy rồi, những chiếc mà Sanyo Vua mà gang sắt có đèn ngủ nhá, treo treo tường mà là có đèn ngủ mà kim hệ là kim vàng giọt lệ đấy, nó nói nôm na như vậy, là những cái dòng quạt cổ và có rất giá trị của nó, thực sự là không thể nào so sánh hơn nó được. Con này vip vip luôn, mới đét đè luôn, lồng mới cứng,
lồng mới cứng này, lồng của nó thật không một tí vết luôn, sợ. Riêng cái lồng mạ này mới cứng này, em chỉ thích những chiếc lồng mạ mới cứng này, logo mới đẹp, bầu mới cứng, hoa nha, bầu mới cứng này, bầu của nó mới cứng luôn. Con này gang sắt toàn bộ trừ mỗi bầu đấy, gang sắt toàn bộ trừ mỗi bầu, thân này là gang này. Các bác nhìn những con vip này, để tả cho các bác thì phải soi cho các bác nhìn nó kỹ vào. Đây là con vip này, kim vàng giọt lệ, có đèn ngủ nhá. Con này là con Sanyo đèn, con Sanyo đèn tem còn mới két, đế điếc quá mướt luôn đúng không? Con này là con vip, nên là các bác nào mà đam mê thì alo cho em nhá. Em cứ nói luôn là những cái dòng vip này thì các bác cũng không kiếm ở đâu trên thị trường, mà những con đẹp xuất sắc như lồng mè mà không có tì vết như này, lồng mạ còn mới tinh, logo mới đẹp đè, cánh mới. Rồi thân này là gang sắt nhá, toàn bộ là gang sắt này, hàng gang sắt nó khác, nó khác biệt đấy các bác ạ. Chơi cái hàng gang sắt là chơi nó cũng đẳng cấp đấy. Chiếc này là mã của nó là 695 và có giá là 6.800.000 đồng. Bác nào quan tâm alo cho em nhé, 6.800.000 đồng đấy. Con Sanyo đèn này, con Sanyo vua đèn này nhá các bác nhá, nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Và tiếp theo cũng là một chiếc Sanyo treo thường. Đây là chiếc này thì làm sao mà cái giá của nó thì cũng lệch với chiếc Sanyo kia. Đấy. Chiếc này là cánh tím, lồng là lồng sơn tích điện các bác nhá. Những chiếc này thì cách đây một tuần rồi, khoảng một tuần rồi thì em cũng lên cũng có một chiếc Sanyo cũng tương tự như chiếc này. Đấy. Cũng là màu cánh tím, cũng là giống, rất giống nhau, kể ra là còn lại là một cặp là rất là tuyệt vời luôn. Đấy, còn lại một cặp thì đẳng cấp, thì các bác sưu tầm cả cặp thì đẹp hơn, nhưng mà nó chỉ còn nhìn nó có như vậy thì em bán như vậy thôi. Đây, con này là con vip luôn, các bác nhìn logo nó đẹp căng này, lồng này nó là lồng sơn tích điện, nó rất là bền, tức là dùng không bao giờ phải suy nghĩ gì. Đấy, nó là còn cũng thuộc hệ là cũng là lâu đời đấy. 12 nữa, con này thì nó là số giật các bạn, số giật nha. Đấy, các bác nhìn số của nó này, đây là số giật này. Đấy. Còn đây là đồng hồ, đây là đồng hồ hẹn giờ các bác nhá, đây là đồng hồ hẹn giờ. Thân thiếc của nó là đẹp này, thân của nó trắng phau. Các bác nhìn nhá, thân bầu, thân thủ đẹp này, thân thủ đẹp, lồng đẹp. Con này túp lăng rút, đời này thì là túp lăng rút các bạn. Để mà chơi thì tất nhiên là nó tùy theo vào dòng sản phẩm, tùy theo từng loại một. Con này cũng không phải là dạng vừa đâu, nói chung là đều là ok hết nhá, đẹp luôn nhá. Bầu đẹp, thân đẹp, cổ cánh là lành tít, gió êm, cánh mới cứng, cánh màu tím nhưng mà cánh rất là mới, logo đẹp. Đấy. Chiếc này thì em cũng báo giá luôn các bác nhá. Chiếc này là mã là 696 và có giá là 3.500.000 đồng. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhá. Đấy, giá rất là hợp lý luôn. Giá rất là hợp lý luôn nhá. Còn đâu nhà em thì còn một chiếc la này. Đấy, chiếc tô này. Đấy, cũng giá thì cũng mềm hơn một chút, nhưng mà các bác nào mà muốn để mà chơi gọi là không phải là trưng bày nhưng mà cũng để chơi quạt treo tường mà hàng hàng chất lượng thì alo cho em nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác từng dòng sản phẩm một. Hôm nay thì em có một chiếc Fuji, đúng là thực sự là chiếc này từ trước đến giờ thì em cũng chưa, cũng gần như ít, rất là ít gặp. Mà gặp những chiếc mới cứng như này thì chắc là cũng gần như là quá hiếm rồi. Các bác nhìn, chưa bao giờ có một chiếc mà Fuji mà có bộ lồng mới cỡ này. Tức là nó mới cứng luôn từng cái lan lồng một, mới mới sáng bóng luôn. Đấy. Các bác thấy em đặt máy này hoặc là, và cũng bao luôn cho các bác luôn. Đấy.
nó mới cỡ nào thì chắc quay như này thì cũng không trượt phát nào luôn. Quay nhìn thế này thì chắc không bao giờ lệch được, mới cái lồng nó mới cứng nhỉ. Lồng mới cứng này. Con này là con Fuji cánh 25 các bác nhá. Cánh 25 nên là các bác phải hiểu là cánh 25 nó không như là con cánh 20 đâu. Và nó lại là cánh đỏ các bác nhá. Nó là cánh đỏ, logo đỏ. Đấy. Con này là chóp của nó y la vương miện nhá. Đây là chóp cánh của nó như la vương miện luôn. À, đời này nó như vậy, nó rất giống với la vương miện nhá. Thì Fuji với la thì nó cũng là gần như là nó tương tự cùng một phiên bản rồi. Tức là gió của nó Fuji với lại la là nó cũng là cùng một phiên bản. Để các bác nhìn cánh này. Cánh cực kỳ là đẹp luôn, bao cho các bác bao cánh xịn sò luôn nhá. Kể cả là phần logo này, kể cả là phần cánh này. Đây là con Fuji cánh đỏ. Rất thích mà trong vắt. Cánh của nó này, cánh trong vắt luôn. Cánh đẹp xịn sò luôn. Hai nữa là từ cái chân lốc to và dày, nó hệ như cả dạng hệ cẳng cẳng gọi là ấy đấy. Rất là đẹp nha, rất là đẹp luôn. Con này bầu mới cứng, bầu mới cứng này. Túp lăng này là túp lăng, đây là túp lăng này. Đấy. Con này đẹp mỹ mãn luôn, lồng sau của nó là lồng sơn tĩnh điện. Con này thì lại nó VIP hơn nữa. Đấy. VIP hơn nữa. Số của nó đây. Dây trắng bốp nhá, cái dây của nó là trắng bốp này, các bác nhìn. Cái số này. Các bác nhìn. Số. Đấy. Các bác ạ. Số của nó đấy. Số VIP chưa? Bộ khiển này cũng khá là nhiều tiền này. Nó nếu mà các bác mà muốn mua bộ khiển này thì cũng khá là nhiều tiền đấy, không phải ít tiền đâu. Ủa đẹp nhá, cái phần này các bác nhìn phần cổ lốc này. Toàn bộ bằng bằng lốc. Đấy. Cả tai hồng mới đét đè luôn. Sáng loáng luôn, chân sáng bóng. Bầu không một tì vết nha. Đời này nó giống mới là vương miện, cái bầu thì là nó là bầu nhựa nha các bác nhá. Nó giống y chang với la vương miện luôn. Nếu mà la tiona thì các bác tìm thấy một sắt là cực kỳ là hiếm luôn. Đấy. Nó giống y nhau, tức là cùng đời. Các bác nhìn cái cổ này, này giống rất giống của la luôn. Con này cánh cũng giống luôn, cánh đúng như con la lắp đặt Meca hoặc con la vương miện. Giống không khác một tí nào luôn. Tức là độ mới, độ đẹp của nó cũng ốc chí nhá, các bác nhá, ốc chí à, ốc à, đấy. Đấy, chóp trước. Chiếc này nhá, để các bác chơi ấy, nếu các bác để đặt sưu tầm ấy, nó cũng lớn đấy, chứ không phải là cái dòng như cánh 20 đâu, con này cực to luôn đấy. Nhưng mà cánh 25 thì nó cũng là hơi dị rồi, quá dị mà vừa tầm nhá, không bé không to, vừa tầm để đồ chơi. Chiếc này là mã của nó là 694, có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Con cóc cánh đỏ này nó cũng không phải là cóc đâu mà nó to đấy. Giá rất là hợp lý luôn. Có 6 triệu 500 nghìn đồng thôi. Các bác có đây để sở hữu được cho mình. Để trên đôn trên kệ để chơi đẳng cấp. Thực sự luôn và rất là mới. Đấy, bác nào mà quan tâm alo cho em. Tiếp theo thì em lại lên tiếp một dòng phẩm nữa. Đó là tô hoa hồng các bác nhé. Trong giới chơi quạt, người ta gọi đó là tô hoa hồng. Mà nó là tô hoa hồng thật. Con này bầu gom tem đồng. Đấy, cánh là cánh kim loại các bác nhá, bầu bom tem đồng, cánh kim loại. Dòng này nó là dòng quạt cổ và siêu cổ đấy nhá. Đây là cái biểu tượng này, người ta gọi là hoa hồng này các bác ạ. Tất cả con này là em bao cho các bác là từ chân đến đầu, zin 100% luôn, zin 100% luôn, kể cả là bất kể một chi tiết nào. Đấy. Để dành cho những bác mà giới chơi quạt hiểu được, đây là những chiếc quạt cổ và có tuổi đời gần 100 năm. Đấy. Và gió vẫn đầy đủ chức năng, gió vẫn ok. Đấy. Không có lệch lạc, không có chật chạc một chút nào luôn. Các bác ạ, với những chiếc quạt cổ này thì nói về tô hồng là
Trên thị trường thì em cũng rất là ít được gặp, nhưng mà đúng là như như nhà em thì cũng chỉ được khoảng 3 đến 4 chiếc cho đến từ trước đến giờ mới làm. Tức là năm nay thì mới được có 2 chiếc, mà 1 chiếc cách đây khoảng vài tháng rồi. Đấy. Đấy là chiếc này là chiếc thứ hai của trong năm nay. Tức là tô hoa hồng này, còn đâu những cửa hàng khác thì em không biết và chắc cũng không có. Tức là gần như là nói đến tô hồng là nó là một trong những dòng nổi tiếng nhất của dòng tô Shiba rồi các bác ạ, gần như nó rất là nổi tiếng của dòng tô Shiba đấy. Đấy, nó là thương hiệu, kể cả như các bác hình dung là tô đèn đấy, nó cũng quá là thương hiệu luôn và giá của nó khá là cao luôn đấy. Dây dọa là ok này, đây là nó thuộc hệ là bầu bom, bầu của nó là bầu ba khoang các bác nhé, nó y con hi ba khoang, tức là cùng với đời của con hi ba khoang, con này nó ra đời cùng với nhau, cùng với thế hệ là bầu ba khoang 1, 2, 3 này, đây gọi là ba khoang, bầu đuôi là bầu bom đấy. Và nó là tem đồng xịn luôn nha các bác nhé, và chưa động hề lau chùi, tức là gần như là nguyên bản luôn, chưa lau chùi luôn nhé, đấy chưa lau chùi luôn. Thế nên là nó rất là đẳng cấp, bầu tròn vo, không một tì vết, gần như là độ méo mốt không có. Đấy. Những con cổ này ấy, thì là các bác biết rồi, nó là thuộc hệ là bầu ba khoang, nó giống với lại con hi hi ba khoang ấy, nó giống y nhau luôn ấy. Đấy. Số là số đằng sau, con này là số gạt các bác nhá, đây là số gạt, đấy. Đấy. Số này là số gạt này, đấy. Đấy. Nó có 3 số thôi. Nó cũng cổ nhưng mà đời là đời 3 số đấy các bác, rất là thích đấy. Và càng thích nữa là những con cổ này để các bác trưng bày và các bác có thể đánh dấu mốc thời gian khi mình muốn muốn nâng cao cái tầm thương hiệu của mình về chơi đồ cổ thì các bác phải biết đến dòng tô hoa hồng nha. Tô hoa hồng nó cũng là một trong những top quạt cùng với mít dâu rồng rồi là các thứ, nó ngang ngửa nhau về thương hiệu đấy, nó ngang ngửa nhau luôn đấy. Con này thì nó không còn thùng xốp nhưng mà nó đẹp, nó thực sự là nó quá đẹp, nước sơn là zin nguyên bản luôn, nguyên bản luôn hình thức. Chiếc này là mã của nó là 693 bác nhé, 693 mà có giá là 6.500.000 đồng. Đấy, bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy là em cứ báo giá chuẩn luôn và báo giá luôn. Các bác cũng không mất thời gian của mình cũng như là không bao giờ phải hỏi lại nữa. Mà các bác ưng thì bác mua, không ưng các bác xem. Quan điểm như nhà em là như vậy, từ trước đến giờ vẫn thế, không thay đổi được. Ưng thì mua, không ưng thì xem. Đây là một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc hi hai đế. Các bác chắc chắn là gặp hi hay đế thì cũng gặp rất là nhiều, rất lâu rồi, nó thực sự là rất lâu. Em cũng muốn săn tìm và cũng đấu giá, cũng rất nhiều bác hỏi em, có rất nhiều bác luôn. Vì sao em rất hay có hi hay đế đẹp? Vì là những chiếc xấu thì chắc chắn là em không làm, vì là những cái ở cái tầm phân khúc này đã làm thì làm hẳn chiếc đẹp, còn nếu mà làm chiếc xấu lửng lửng lơ lơ không bán, bán cho các bác về các bác kêu ca, các bác phàn nàn đủ các thứ, thà không bán thì không vấn đề gì, nhưng mà đã bán là phải bán chiếc đẹp đấy. Đấy là những chiếc đẹp nhé các bác, rẻ thì rẻ hẳn đấy, không cứ dở dở ương ương là rất là mệt đấy. Quan điểm là hàng đẹp thì là có giá trị của nó, còn nếu hàng mà xấu thì mình cũng không thể nói là xấu mà là nó không có giá, xấu không có giá hết đấy. Các bác ạ, con này thì thôi khỏi phải bàn, tức là cái lồng mạ của nó là mới đét đe le luôn, không phải bàn về lồng đấy. Không một vết rôm nhá các bác nhá, không một vết rôm sảy luôn, bóng khứ khứ luôn. Con này nó là thuộc hệ hi hay đế mắt ngọc các bác nhá, mắt ngọc. Đây là phiên bản chuẩn, phiên bản đủ các bác nhá, nói là giải thích cũng nhiều bác cũng còn chưa biết được đến phiên bản đủ là cái gì đâu, cũng như là cái ô tô xe máy ấy, là phiên bản chuẩn của nó thì là các bác phải biết giá trị để mà mình chơi mình sưu tầm. Lồng không một tì vết,
không một tí vết luôn các bác nhìn, mới đét đe này, nhìn này, em quay mép cho các bác nhìn này, mới đét đe này, ấy lồng đẹp như này các bạn, không mơ, không một tí vết luôn. Logo của nó này sáng từ trong, sáng từ trong nhá, sáng ra nhá. Đấy, con này thì không thể chê nó một điểm gì luôn. Tiếp theo là phần thân đế, các bác nhìn thân đế của nó này vẫn còn xanh biếc, viền vẫn trắng phau, viền này vẫn còn trắng này. Đấy, thân đẹp, thân đẹp này, từ chân đế, phím số của nó là phím số bọc meca nhựa, gọi là biết là meca. Còn đâu là lòng của nó ấy, nó là nhôm. Đấy, nhôm sáng cùng với cái mặt này. Đấy là mặt nhôm các bác nhá. Hitachi này, tem này. Đấy, số ngủ này, con này là 4 số. Đấy, dòng này là được gọi là xếp vào gọi là 5 số, 4 chế độ gió các bác nhá. Có số ngủ này, chữ F này là số ngủ nha các bác nhá. Khi các bác muốn dùng số ngủ thì các bác phải sử dụng số, bất kể một số bất kỳ nào thì các bác mới bấm được được cái số ngủ này. Đấy, lôm la như vậy, lẩy tanh tách hết nhá các bác nhá. Đấy, đấy. Con vừa em giải thích mắt ngọc thì nó sẽ đi đôi với những cái đồng hồ này. Đồng hồ này là đây, các bác nhá, đồng hồ để em quay sát luôn để các bác xem nhá. Đồng hồ mới đét đe luôn, mới đét đe luôn nhá. Chiếc nào cũng vậy nhá. Số led căng không có vết xước, từ trong ra ngoài không vết xước nhá. Đấy, mà hai nữa đây, đây là cái mắt này là gọi là mắt ngọc, nó giống với cái mắt này. Đấy, cái mắt trên này. Đấy là một cái phiên bản đủ, phiên bản đầy đủ cho một chiếc quạt hi hai đế. Đấy, còn bên dưới này đồng hồ khác thì bên trên logo nó sẽ đồng hồ khác, logo nó sẽ biểu tượng khác. Đấy, còn đâu là nó gần như là hàng phiên bản đủ, nó khác hoàn toàn. Và kể cả là cái độ mới là từ cái phần nước sơn này, nước sơn cũng không có một tì vết gì đó nhá. Nước sơn này không một tì vết gì, mặt đế này là mới kẹt 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 luôn. Đấy, nó là thể bọc da. Đấy, da là của nó là cùng với màu cánh xanh rêu này. Đấy, và cái này là nó cùng màu, để nó cùng với phiên bản của nó luôn. Nó nhìn tem này mới đét này, tem này mới đét đe luôn này. Đấy, kể cả sau trước không còn vết xước, dây dọ là zin xịn sò luôn, dây dọ là zin xịn sò luôn nhá các bác nhá. À, tất cả từ chi tiết thân cột này không có vết xước, bầu mới đét đe luôn, bầu sáng bóng, có nghĩa là không có tì vết thì các bác phải biết rồi là gần như là con này nó quá hoàn hảo luôn, cổ kiếp. À, gang sắt có nhá. À, có đây bọc da này. À, đây là bọc da này, bọc da màu của nó quá quá tươi luôn, tươi màu. Hai lớp bầu của nó là mới đét, bầu nó sáng luôn, bầu của nó thế này là quá đỉnh luôn rồi, độ sáng của nó vẫn còn nguyên này. Mấy hai nữa lồng sau, lồng si, lồng trước, lồng mạ các bác nhá. Còn hia đế này là cứ giới thiệu luôn các bác và cũng báo giá luôn, vì cái dòng hia đế này em bán có những chiếc khoảng 8 triệu đồng đến, còn có khả năng còn hơn, và có những chiếc 7 triệu rưỡi đi trước này. Trước này là mã của nó là 697, có giá là 7 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào quan tâm alo cho em nhé, 7 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em, chắc chắn là trên thị trường mà để mà vượt mặt nó cũng không có nhiều, tức là vượt để mà vượt với chiếc này cũng không có nhiều đâu. Đấy, các bác vì nó quá đẹp, quá là ok, quá đẹp luôn. Đó, tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác chiếc Sanyo vua thân dừa, trong những top quạt cứ vua cứ vương là nó là gọi là gần như nó là gọi là đế rồi. Và đây này, con Sanyo vua này, bác nhìn thấy logo này, vàng đồng mới cứng này, vàng đồng của nó này, bác nhìn nhá,
lồng của nó cũng mới đét đe luôn, không có, gần như là không có tì vết này, kể cả là đinh tán này vẫn màu đồng này, lồng quá đây quá đẹp luôn, đinh tán vẫn màu đồng này các anh nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn, lồng không tì vết luôn. Các bác nhìn từng chiếc lan một nhé, từng chiếc lan một các bác sẽ cảm nhận được ngay. Nếu như nhà em mà quay mà không không quay led căng thì đố các bác thấy là những cửa hàng khác nếu mà họ dám quay căng led như nhà em, cứ các bác cứ hỏi thử đi. Con này là con Sanyo vua cánh xoắn nhá các bác nhá, đời là đời cánh xoắn, lồng trước là lồng mạ và lồng sau là lồng si, đây là lồng si vanh các bác nhá. Đấy, không là càng nhiều bác chưa chơi quạt, các bác nhiều bác cũng chưa hiểu hết. Các bác nhìn bầu sáng trắng luôn, dây đẹp chưa, dây quá đẹp luôn các bác nhá, dây này là quá đỉnh rồi. Với cái dòng Sanyo thì không có dây màu trắng mà nó chỉ có dây màu xanh. Đấy, giờ màu màu xanh thôi, nó mới thế thôi, các bác cứ tìm ở đâu cũng không có dây màu trắng. Đấy, Sanyo nó như vậy, bầu của nó cũng sáng quắc quặc luôn cả hai bên luôn các bác nhá, sáng quắc luôn. Sướng nhất là cái độ sáng của chiếc bầu này, cổ này, cổ này, toàn bộ của nó là gang sắt trừ cái bầu này. Đấy, dòng vua nó thế, vẫn cứ là cái bầu nhựa, cho dù Lationa hay Toshiba là bất kể một cái dòng sản phẩm, trừ là những chiếc quạt cổ này thì nó mới có gang sắt toàn bộ thôi, còn đâu vẫn là phân biệt về cái bầu. Con này là vẫn còn quá đẹp luôn nhá, bầu nó mới này. Và chiếc này thì nó cũng có góc chỉnh 45, 65 và 100 độ, từ đẹp từ chi tiết, đẹp từng chi tiết luôn các bạn, đẹp từng chi tiết luôn này, mang nhìn này, mới đét đe luôn, con này quá đỉnh luôn đấy. Nếu mà để mà mới các bác đố các bác tìm trên thị trường mà hàng bãi mà có những chiếc đẹp như này gần như không có luôn. Con này, này hộp đựng dây này, đế này, đây là một gang nhé, thân cột cũng gang luôn này, nó là hệ gang đúc luôn, tem thiếc vẫn còn nguyên mà không bị sầy sọt gì này. Đây hộp đựng dây các bạn, đây hộp đựng dây nhá, con này dây cũng còn mới đét đe này. Đấy, hộp đựng dây đấy. Tròn trịa, thân của nó dòng này nó gọi là thân dừa, các bác nhìn đây đằng sau nhé, xoay gương này, các bác nhìn này, mới xoay gương sướng nhất như vậy. Tiếp theo cũng xoay gương luôn, thân này, mặt này, ngang thành này, đấy, gần như không tì vết này, tem này, tem vẫn còn nét căng như này, các bác nhìn này, cái tem nó này. Con này là con Sanyo vua đèn ngủ số ngủ các bác nhé, thân dừa, logo mặt trước này, bóng khứ luôn các bác nhìn. Hai nữa là dàn phím số này như la vương miện luôn, led đanh từng chữ số, từng chỉ số này, các bác nhìn không một vết xước mà cũng không một tì vết, tức là nó gần như là đẹp hoàn mỹ luôn. Đồng hồ hẹn giờ, đèn ngủ, số ngủ các bác nhá. Con này là 5 số, 4 chế độ gió, chức năng số ngủ, có đèn ngủ. Đấy, con này thì đẳng cấp, nếu các bác để các bác chơi cũng như trưng bày cái dòng săn vua thân dừa này cũng đẹp chứ không phải là xấu, nó là gang sắt toàn bộ ấy, nên là các bác chơi con này nếu mà để mà đúng là để mà gọi là cân ấy, thì là con này quá là đỉnh luôn, vì là nó là đẹp từ chân đến đầu luôn. Đấy, mới. Với cái giá mà các bác cảm thấy ok với mình thì liên hệ với em nhé, mà chắc chắn là cái giá này thì cũng không có một cái gì trở ngại, và cái giá là em bán tại cửa hàng nên em bán lúc nào giá cũng ưu đãi, mà các bác biết thừa rồi, nhà em về rất là nhiều luôn, nhưng mà cũng không mấy khi mà còn lại được đến khoảng 2-3 chiếc, tức là không bao giờ còn được như vậy. Đấy, gần như là về đến đâu là nó nói chung là nó cũng 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 bay mất ngay, vì với lý do làm sao là toàn những hàng
nhập trực tiếp bán gần như là giá gần như là ngang với lại các bác giá giao rồi, nên là nó bay nhanh cũng đúng thôi. Đây mã của nó là 9692, có giá 6 triệu đồng nhá. Bác nào quan tâm alo cho em. Đấy, những chiếc sông mu bán còn 5 triệu mấy, gần 6 triệu. Chiếc đẹp lừ như này thì chả có lý do gì mà lại từ chối được. Tiếp theo thì em sẽ lên một chiếc La Phương Miện. La Phương Miện thì ở dưới chơi quạt thì thực ra là ai cũng thích. Vì là cái dòng đã nói thương hiệu mà Vương Miện thì chẳng có ai mà không thích cả. Nó vẫn là một trong những tên tuổi và có giá trị. Cánh cũng đẹp, lồng cũng đẹp. Đấy. Nói chung là chả có cái gì là xấu cả. Với chiếc La Vương Miện này, thực ra nó không có một cái gì xấu luôn. Lồng 8 chấu. Đấy. Con này cánh này, cánh này của nó còn xanh biếc. Xanh biếc luôn. Đấy, con này đẹp. Hai nữa là con này thì các bác lên nhớ là chơi đồ thì em cũng bán rất là nhiều. Tiền nào thì của đấy thôi, nhưng mà nó được lồng này, được cánh này, được thân này và được cả cái phần ốp này nữa này. Nó là gần như là hoàn mỹ luôn. Các bác nhá. Như này là hoàn mỹ luôn. Không cần phải nói câu gì nữa. Nha. Cũng bác nhìn thấy đây là em đang quay đây là nó là chuẩn chỉ 100% luôn. Không lệch một chút xíu nào. Nha các bác nhá. Với hai nữa, chiếc này nó cũng là một trong những dòng La Vương Miện đẹp. Con này là phím số to, phím số bọc da nhé. Phím số là bọc da này. Chắc là dùng mỏng da này thì dùng cũng chắc cả đời luôn. Nhưng con này thì gần như là ít sử dụng. Lên cái phím số này không có một tầy tọt gì. Tức là gần như là người ta cũng rất là ít sử dụng luôn. Và con này có đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ các bác nhé. Đấy. Đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ. Đây là đồng hồ cáp này. Góc chỉnh của nó là 50 và 100. Đây là 100 độ. 50 và 100 độ nhé. Cái đồng hồ của nó cũng sáng này. Đồng hồ sáng bóng này. Con này là hai đồng hồ. Cả nút nhấn thu dây. Cũng như là thân cột. Mặt ngang mặt dọc. Cũng gần như là mới. Gần như quá mới luôn. Tức là nó không có bị sầy sọt gì. Gần như là đẹp. Đấy. Cổ kiếp gang sắt. Còn tất nhiên La Vương Miện thì không nói nhiều. Vì các bác cũng biết. Dòng La Vương Miện thì không bao giờ có bầu. Gần như không có bầu sắt. Đó nhá. La Vương Miện. Chỉ có bầu nhựa thôi. Đấy. Con này thì gang sắt thì là toàn bộ. Trừ mỗi đế này. Nó giống như con Vương Miện lắp lật. Đấy, lắp lật thường ấy. Đấy. Cốt toàn bộ là gang. Mặt này là nó là hệ bọc như dạng như vải lỉ nhá. Bền vô đối luôn. Không có đối thủ luôn. Nút nhấn là thu dây này. Quá nhìn nó nhấn thu dây của nó còn bóng liễng như này cơ mà. Còn ấn nhiều thì cái này nó sẽ chuyển màu ngay. Đấy. Cổ gang sắt. Gang từ trên xuống dưới nhá. Đấy, trừ cái bầu thôi. Thì nó thuộc hệ là gọi là gang sắt rồi. Đấy. Còn là đẹp luôn. Giá cũng rất là hợp lý. Tầm này thì cũng không có một cái gì gọi là ghê gớm cả. Với cái giá trị của chiếc La Vương Miện này. Chiếc này mã của nó là 698, có giá là 6.500.000 đồng. Bác nào thực sự quan tâm muốn chơi La Vương Miện thì alo cho em nhé. Chậm là không còn. Nói trước các bác là như vậy. Cứ hỏi muộn là không còn. Đấy. Mã 698. Đấy. Có giá là 6.500.000 đồng. Giá 6.500.000 đồng các bác không phải hỏi lại. Đấy em nói luôn là các bác không phải hỏi lại. Các bác ưng thì các bác mua. Không ưng các bác xem. Đấy. Cộng nguồn là 100k, chuyển khoản hết bao ship, cọc là 1/3 giá trị sản phẩm. Các bác cứ thế mà ok. Đấy. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.